Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người nghe về một cái đề tài. Nó có thể là đề tài tiếp theo của Chủ nhật trước tôi đã chia sẻ. Đề tài về người hầu việc. Người hầu việc. Thế giới thế kỷ 20, cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, người ta đã bắt đầu đưa vào phim ảnh về hình ảnh của những con người mà người hùng. Vào cuối thế kỷ trước xuất hiện hình ảnh của Rambo, của Rocky. Rồi tiếp theo sau này là những người như người nhện bay từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, có thể đỡ cả một cái tảng thiên thạch từ trời lao xuống thế giới này. Rồi người ta xây dựng Superman, là một người có thể nâng được cả một nửa quả núi, rồi cứu cả những con tàu mà đang chuẩn bị chìm. Và họ gieo vào đầu của nhiều người nghĩ rằng người hùng phải là những con người cực kỳ cơ bắp và khỏe mạnh. Người hùng là người mà giống như nắm toàn bộ quyền lực của cả thế giới này, giống kiểu Tập Cận Bình hoặc là Tổng thống Mỹ vậy. Đi đâu là người ta cúi rạp xuống giống như một vị vua. Nhưng mà Chúa Giêsu, Ngài lại để cho chúng ta một tấm gương của một người nắm toàn bộ mọi quyền phép ở trên trời dưới đất, mà Ngài lại ở trong một tư thế mà bài giảng của tôi được nêu ra ngày hôm nay, đó là tư thế của người hầu việc. Một vị vua trên muôn vua, một vị chúa trên muôn chúa, một người chồng của người vợ sắp cưới là hội thánh của Chúa, mà Ngài lại đến trong hình dạng của một người hầu việc, một người nắm toàn bộ mọi binh đoàn các thiên sứ. Khi Phê-rơ nói rằng: Chúa ơi, hãy làm một điều gì đó đi, ông dùng dao để chặt đứt tay một kẻ đến bắt Chúa. Chúa nói rằng: hãy trao gươm vào vỏ, kẻ nào dùng gươm sẽ chết bởi gươm. Chả nhẽ ta không thể ra lệnh cho 12 đạo thiên binh đến cứu ta sao? Trong tay của Ngài 12 đạo thiên binh chỉ cho lệnh của vị vua đó nói rằng hãy tới, thì lập tức họ vâng lời. Một thiên sứ có thể trói toàn bộ quyền lực của ma quỷ lại. Một thiên sứ có thể cuốn cả vũ trụ này và đốt nó như một cái áo tơi. Trong tay của Chúa 12 đạo thiên binh, mà Ngài lại xuống thế gian này trong hình hài của một người hầu việc. Cái đó mới là bản chất của một người lãnh đạo. Hãy cùng tôi giở Matthew 20, đoạn 20. Đây là một câu kinh thánh, nó không lạ đối với chúng ta ngồi tại đây. Và tôi và bạn cũng đừng chê trách các 12 sứ đồ ngày xưa, cũng đừng chê trách mẹ của hai ông sứ đồ đã làm việc mà bây giờ chúng ta cùng nhau nghe câu chuyện. Bây giờ là lúc nào? Bây giờ là lúc mà Chúa Giêsu nói giờ vinh hiển của ta sắp tới. Thì khi những con người đi theo Ngài 3 năm này, họ đi theo với động cơ gì? Có thể họ đi theo với động cơ rằng đến lúc mà Chúa vinh hiển làm vua Israel thì lúc này tôi sẽ là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tôi sẽ là Phó Tổng thống. Và lúc mà Chúa bộc lộ cho họ biết rằng giờ vinh hiển của ta đã tới, họ lại cứ tưởng rằng giờ vinh hiển đó là lên ngai. Họ đâu có biết rằng giờ vinh hiển đó là lúc Ngài bị đóng đinh trên thập tự đâu. Bây giờ là sau khi họ nghe được thông tin đó tiết lộ ra bên ngoài, thì bắt đầu có một chiến dịch nhằm thăng chức. Có mẹ của các con trai CBD cùng các con mình đến gần Đức Chúa Giêsu lạy Ngài, đặng hỏi một chuyện. Hai người con có tham vọng, sử dụng người mẹ cũng có tham vọng. Và một tham vọng lớn mà hôm trước tôi đã chia sẻ, tham vọng tiếng Latin dịch ra là chiến dịch nhằm thăng chức. Hết thảy mọi việc bạn làm, hết thảy mọi điều bạn nói với một ai đó mà động cơ từ bên trong của mình muốn tự tôn, muốn để tạo ra một chiến dịch nhằm thăng chức cho bản thân, thì cái đó gọi là tham vọng. Tham thì luôn kèm với thâm, và thất bại sẽ tới. Người mẹ này cùng với hai con trai tới Chúa Giêsu hỏi một chuyện. Và đặc biệt ở chỗ người mẹ này với Chúa Giêsu lại là con cháu con gì, họ hàng ruột thịt máu mủ ruột già.
Thế ra họ đã tận dụng cơ hội là thân thích để mà hỏi Chúa một chuyện. Chuyện gì? Ngài phán rằng: ngươi muốn chi? Thưa rằng: xin cho hai con trai tôi, đứa ngồi bên hữu ngài và đứa ngồi bên tả ngài, ở trong nước ngài. Hay không? Bên hữu là bên phải, bên tả là bên trái. Khi Chúa ngồi trên ngai, hãy nhớ một chỗ bên phải là phó tổng thống, một chỗ bên trái là ngoại trưởng. Hãy nhớ hai con trai của gì nhé. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: các ngươi không hiểu điều của mình xin. Các ngươi có uống được chén mà ta hầu uống không? Ở một bản kinh thánh khác, sách Mác nói rằng: các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể chịu phép bắp tem mà ta chịu không? Các ngươi có thể uống chén chịu khổ mà ta phải chịu không? Khi Chúa hỏi như vậy thì hai người rất là ngây thơ và thiếu hiểu biết trả lời rằng: chúng tôi uống được, chúng tôi uống được. Giống như cậu con trai của tôi, khi tôi ôm thằng lớn, thằng lớn nói 14 tuổi rồi không ôm trước đám đông, là tôi mới nói với Jeremy, hỏi: con ơi, thế Jeremy cho ba ôm con đến năm bao nhiêu tuổi thì cho phép ba ôm? Nó nói rằng, suy nghĩ một hồi, ngồi trên xe nói rằng: 17 tuổi, ba được quyền ôm con đến 17 tuổi. Anh Danny thì 14, con cho phép ba đến 17 tuổi ôm. Tôi bảo: như vậy là sau 17 tuổi Jeremy không ngủ với ba nữa nhá. Bởi vì nó rất thích ngủ với tôi, để nó sờ cái khuỷu tay này này. Nó có cái tấm bìu, có tấm da này, nó khoái sờ, nó ngủ ngon. Thành ra mỗi lần đi công tác là tôi phải qua cái Skype đó, là đưa cái khuỷu tay cho nó nhìn vào màn hình, để nó sờ sờ trên màn hình, nó đi nó ngủ. Tôi bảo như vậy là Jeremy không ngủ với ba nữa nhá. Không, ba được quyền ngủ với Jeremy đến năm 89 tuổi. Nó nói thêm câu nữa này: khi nào Jimmy có con, Jimmy sẽ cho mẹ nuôi, còn Jimmy ngủ với papa. Thế nó nói như vậy đấy. Tôi nhìn con tôi và nói rằng, suy nghĩ trong đầu, con chả biết con nói cái gì. Con có vợ con rồi, đâu thèm ngủ với ba. Con tuổi bây giờ mới 9 tuổi, làm sao con biết con sẽ có vợ? Mọi người hiểu tôi đang nói gì không ạ? Nó nói mà nó chưa biết nó nói cái gì, bởi vì nó đã trải qua đâu. Đến tuổi 16, 17 tuổi là thôi papa đi ra chỗ khác, có nhiều chuyện khác cần phải giải quyết cơ. Ở đây này, những con người này này, họ trả lời rất là tỉnh bơ, thiếu sự khôn ngoan và lại ngây thơ. Uống được, có khó gì đâu, chuyện vặt mà. Tiếp theo ngài phán rằng: thật, các ngươi sẽ uống chén ta. Chúa nói: thật, các ngươi sẽ uống chén ta. Và sự thật họ đã uống chén đó đấy. Cái chén đó là chén chịu khổ đấy. Gia cơ, sứ đồ đó bị chặt đầu đầu tiên. Trong số 12 sứ đồ, Phêrô suýt nữa bị chặt đầu. Nhưng tối ngày hôm đó, Chúa đã làm cho ngục phá tung. Ông đi ra khỏi ngục. Còn răng đã phải đi đày tại đảo Patmo cho tới ngày chết. Chén chịu khổ như vậy đó. Và Chúa đưa ra một cái nguyên tắc rằng: các con ơi, sự vinh hiển luôn luôn có giá trả. Mọi người hiểu không? Ai nhớ cái ngày Benny Hinn tới năm 2013 tại Berlin, giơ tay tôi xem nào. Bạn nhớ Chúa đã đặt vào lòng của ông sự chú trọng. Túm hai vợ chồng chúng tôi cầu nguyện, từ anh của ông rồi đến ông ấy cầu nguyện. Những lời tiên tri nói này đến kia, khi mà nghe những lời đó, tôi là người đã hầu việc Chúa 20 năm rồi, mặt tôi méo xẻo. Còn nếu như cái lời đó với con người đó mà trước đây 20 năm nhá, tôi sẽ mang ảnh đó dán ở trước ngực này đi, thấy chưa, Benny Hinn đến cạnh tôi đây. Nhưng tôi đã hiểu được rằng bất cứ một điều gì, cái giá đằng sau nó mình là kinh hoàng. Thành ra cái một năm vừa rồi và những điều gì vừa xảy ra vừa rồi, nó không phải là vô tình đâu anh chị em. Đó là cái chén và phép báp têm mà những con người mà Chúa đã lựa chọn rồi phải trải qua cái đó đó anh chị em ạ. Và Chúa nói rằng: thật, các ngươi sẽ uống chén đó. Cái vấn đề ở chỗ là khi gặp những khó khăn như vậy, bạn thực sự có lời đó ở trong lòng hay không? Hay là ma quỷ qua khó khăn nạo thai cái ước mơ trong lòng của bạn mất rồi? Khó khăn để thử thách. Và cảm ơn Chúa, lời Chúa nói: thật, các ngươi sẽ uống chén ta, nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta
thì chẳng phải tự ta cho được. Ấy là cho những người nào? Cho cái câu này lên phía cao một chút để cho mọi người nhìn. Đây là câu rất là quan trọng. Câu số 22 cho lên cao hơn. Dạ, mọi người có nhìn thấy câu phía dưới không? Dạ, có thể giúp cho câu 22 bật lên phía trên để cho mọi người nhìn thấy rõ. Ở đây là nói rằng, thì chẳng tự ta cho được, ấy là cho những người nào mà cha ta đã sửa soạn cho. Không phải là công đức của chúng ta làm đâu, mà cha Đức Chúa Trời công bình, đấng nhìn thấy mọi sự, Ngài đã sửa soạn cho cái kẻ đó. Và tôi muốn báo cho bạn biết rằng cái chỗ đó bây giờ chưa có ai ngồi, bạn vẫn có thể là kẻ là ngồi ở vị trí đó đó, với điều kiện cha của chúng ta đã lựa chọn và sửa soạn bạn. Sửa soạn có nghĩa là gì? Lựa chọn và đưa qua lửa, lựa chọn đưa qua nước, lựa chọn đưa qua những khó khăn. Amen. Nhiều tuần trước tôi đã cho mọi người nhìn thấy sự khác biệt giữa than đá với lại kim cương. Than đá và kim cương, chất liệu bên trong giống nhau, đều có C và H bên trong. Nhưng mà khi người ta lấy than đá mà làm pin, than đá làm bút chì đó, đưa xuống dưới lòng đất độ sâu 150 km, với nhiệt độ 1200 độ C, với một áp suất là 150.000 atmosphere, thì than đá với sức nóng, với độ sâu, với áp suất mạnh như vậy, than đá biến đổi cấu trúc bên trong và trở thành kim cương. Và kim cương đó có thể cắt đứt được kim loại, cắt đứt được thép và kính nữa. Chú đang muốn biến bạn trở thành kim cương hơn những than đá tại đây. Amen. Và kim cương đó chính là gì? Ấy là cho những kẻ, những người nào mà cha ta đã sửa soạn cho. Xin Chúa cho mỗi chúng ta, khi mà Ngài gọi, chúng ta có thể nói giống như Samuel: có con đây, cha gọi cẩn, ta muốn sửa soạn con. Bạn nói: có con đây. Tôi ngồi trong khu rừng vào tháng 5 vừa rồi, thân hình tiều tụy 8 cân bị mất, ngồi trong rừng. Vợ thì ở Berlin, tôi thì ở vùng miền Nam nước Đức, đến để kiểm tra sức khỏe. Ngồi trong rừng một mình và khóc, nhìn những thân cây bạch dương thẳng đứng như vậy. Tôi bỗng nhiên nhớ lại bài hát: có một cây là có rừng, nếu ai cũng lựa chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành cho ai. Có một cây là có rừng, vấn đề ở chỗ ai sẽ là cây đầu tiên. Ngồi trong rừng đó tôi nói: cha ơi, tại sao con lại lên nông nỗi này? Một giọng nhỏ nhẹ trong khu rừng đó, tôi có viết thư cho vợ tôi nghe lúc đó. Chúa nói rằng: vì ngươi cầu xin ta mà. Chúa đang muốn chúng ta giống Ngài nhiều hơn. Amen. Và giống Ngài đó không phải qua sự tỏ ra, không phải qua quyền năng đâu, mà giống Ngài qua sự thâm công thương khó với Ngài và sự chết của Ngài. Ấy là cho những người nào mà cha ta đã sửa soạn cho. Hay nói với người lân cận rằng: Chúa giúp tôi sẵn sàng. Hallelujah. Từ đầy tớ và người hầu việc được dùng rất là nhiều trong Kinh Thánh. Người ta xem lại một số bản Kinh Thánh, từ lãnh đạo chỉ dùng có 6 lần trong Tân Ước. Còn lại từ đầy tớ, Chúa gọi Môi-se là đầy tớ của ta, chứ không phải là người lãnh đạo của ta. Đầy tớ và hầu việc nhắc đi rất nhiều lần. Và khi chúng ta nghe thấy từ hầu việc, hay từ ô xin, hay từ bồi bàn, hay từ hầu bàn, hay từ lô lệ, hay là làm thuê, nó luôn kèm theo sự không được kính trọng, sự mà danh dự tồi tệ. Và Galati đoạn 5 câu 13, chúng ta cùng nhau xem này. Đây là lời mà Chúa nhắc nhở mỗi chúng ta: hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, xong chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Wow. Làm đầy tớ lẫn nhau. Chúa tạo dựng ra cuộc sống này có nhiều sự sống ở các thể khác nhau, và có một quy luật của sự sống. Bất cứ một sự sống nào
phục vụ một sự sống cao cấp hơn thì nó tự làm cho nó có giá trị. Tôi đã nói nhiều lần rồi, lấy ví dụ như cỏ là thực vật, bỗng nhiên phục vụ cho bò có nhiều sữa hơn và thịt tốt hơn thì người ta bỗng nhiên phải chăm sóc cỏ, vì cỏ là thực vật, phục vụ bò cao cấp hơn nó biến nó trở thành đầy tớ của bò, thì bỗng nhiên nó làm cho nó có giá trị. Còn nếu cỏ mà làm cho rau muống không phát triển được, rau cải không phát triển được, thì bạn căm thù cỏ. Nếu như bò mà lại điên lên húc bạn, nếu như gà mà mắc dịch cho con của bạn ăn vào bị ốm, thì lập tức giải vôi lên gà và chôn sống. Còn nếu như gà và lợn hay là heo mang lại thịt năng suất lao động tốt để mà bán có tiền tiết kiệm, thì lập tức giống như mẹ của tôi vậy, con ốm không chết nhưng lợn ốm nó chết. Thành ra phải chăm sóc lợn nhiều hơn, vì lợn phục vụ gia đình tôi, cho nên bỗng nhiên nó có giá trị đối với người khác. Bạn muốn có giá trị không trong con mắt của Ngài? Bạn muốn có thiên sứ đến phục vụ bạn không? Bạn muốn có sự ban phước của Ngài tới không? Câu trả lời: hãy lấy lòng yêu thương mà làm đầy tớ lẫn nhau. Khi bạn phục vụ và coi người khác coi trọng hơn mình, là bạn đang phục vụ một loài được phước, và bạn bỗng nhiên lôi sự chú ý của trời tới bạn. Bạn có giá trị. Hãy quay sang người lân cận nói rằng: hãy làm đầy tớ lẫn cho nhau. Câu này khó lắm thực hiện, bởi vì làm đầy tớ là bị sai vặt lung tung, còn làm ông chủ ngồi một chỗ chỉ trỏ. Có hai nguyên tắc lãnh đạo mà vừa rồi tôi đã chia sẻ. Một là chỗ ngồi phải bên hữu là do Cha sửa soạn, không phải chúng ta lựa chọn. Ngài chọn và lập chúng ta, chứ không phải chúng ta chọn Ngài. Điều thứ hai là bất cứ một sự vinh hiển nào đều có giá trả cho sự lãnh đạo. Lãnh đạo người ta định nghĩa là lãnh đạn. Nếu như chúng ta không muốn lãnh đạn thì đừng bước vào làm lãnh đạo. Có rất nhiều người chỉ khoái có quyền làm lãnh đạo, nhưng trách nhiệm lãnh đạo thì không bao giờ muốn nhận. Cái đó phải thay đổi. Bất cứ điều gì đều có giá trả cho nó. Chén khổ phải uống, phép bắp tem phải chịu. Hãy cùng tôi giờ sách Giăng đoạn 13. Đây là một tấm gương mà chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu. Đoạn 13 câu 3 đến câu 5, trước khi Ngài lên thập tự giá, có nghĩa là trước khi Ngài vinh hiển. Điều mà câu bấy giờ người mẹ tham vọng đưa hai đứa con tham vọng tới. Quay trở lại câu Kinh Thánh vừa rồi tôi quên, chưa đọc hết. Câu Kinh Thánh sách Matthew đó, đoạn 20. Nào, sau khi nghe xong, 10 môn đồ kia nghe sự xin đó thì dặn hai con người này. Môn đồ có 12 người. Hai người này đó nhờ mẹ đến xin chỗ bên phải bên trái. Khi nghe xin như vậy xong rồi và sự đối đáp đó, thì 10 người kia tức giận. Mọi người biết vì sao tức giận không? Bởi vì họ cũng có tham vọng. Họ chưa kịp nói, hai tên này nói trước rồi. Họ tức giận chứ không thông cảm. Nhưng Đức Chúa Giêsu gọi đến cả đám lại đó mà phán rằng: các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Hãy nhắc lại cùng tôi từ phục mình. Hai là trị dân. Hai cái từ này hay sử dụng lắm. Phục, bắt người khác phải phục. Không, nguyên tắc trong nước trời không có bắt người khác phải phục, mà làm cho người ta phục. Đừng có bắt ra lệnh. Ở trong Kinh Thánh có hai từ cũng liên quan tới thức mệnh lệnh. Một là từ phải, hai là từ hãy. Chúa Giêsu luôn dùng từ hãy là thức mệnh lệnh. Hãy theo ta, hãy tin ta. Ta này ta gõ cửa, ai nghe tiếng ta hãy mở cửa ta vào. Hãy đến mà uống. Chứ Ngài không nói từ phải. Từ phải là dành cho giám thị đối với những người kẻ tù, dành cho cô giáo kỷ luật những học sinh phạm tội. Từ phải là người kia không có sự lựa chọn. Còn từ hãy, tôi được quyền từ chối không? Chúa nói hãy theo ta, bạn được quyền từ chối không? Mọi người hiểu không ạ? Thành ra
người ta dùng quyền để bắt dân, ép dân. Không phải là cảm động trong lòng người ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt, mà ép, mà bắt người khác phục. Miệng thì họ nói như vậy, nhưng lòng không phục. Khẩu phục, nhưng tâm không hề phục. Bởi vì việc làm đã không thuyết phục được người ta. Tiếp theo, lấy quyền mà chỉ. Có rất nhiều kẻ muốn đoạt được quyền trước, sau đó để cai trị người khác. Còn Chúa Ngài không làm như vậy. Chúa Ngài hy sinh, Ngài chết, Ngài trả giá. Và khi Ngài xuống dưới tầng âm phủ sâu nhất, thì Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài. Không phải Ngài đoạt được nó, mà Đức Chúa Trời ban cho Ngài danh cao hơn hết thảy mọi danh. Amen. Yeah. Người ta vừa nói rằng sau khi bầu cử xong thất bại, bà Hillary Clinton, bà đá tung hết tất cả, bà đập lung tung trong cái phòng đó và chửi bới. Báo nói như vậy đó, vì không đạt được cái điều gì bà ước ao. Và bà đóng cửa trong nhà, ra chụp bức ảnh mà bà không trang điểm, mặt tiều tụy lắm, bà nói là không muốn ra khỏi nhà nữa. Mất quyền. Bởi vậy cho nên khi có quyền, con người lộ được bên trong bản chất thật. Và khi mất quyền, con người cũng lộ bản chất thật của mình. Trong các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Tiếp theo, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy con người viết hoa đấy nhá, là nói về Ngài đấy. Ấy vậy con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Ma quỷ đã có một lần đề nghị Chúa một cái đề nghị nhanh nhất. Hắn nói rằng tất cả mọi nước vinh quang rực rỡ trong thế gian này đã ở trong tay của ta rồi. Thầy ra hãy thờ lạy ta, ta sẽ cho ngươi cái điều đó. Rồi nó nói tiếp rằng hãy lên trên đỉnh đền thờ kia đi, nhảy xuống, mọi người sẽ nhìn thấy ngươi, đầy quyền năng và chạy theo. Chúa Ngài không làm cách đó. Ok, chúng ta đi tiếp. Sách Giăng đoạn 13 câu 5, câu 3 đến câu 5. Đây là Kinh Thánh nói về tinh thần tôi tớ. Người hầu việc phải là người như thế nào? Đây là câu chuyện nói về Chúa Giêsu. Trong cái bữa tối đó, Đức Chúa Giêsu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay của mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến cũng sẽ về với Đức Chúa Trời. Nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Chúng ta bây giờ không có cái lệ đó, nhưng thời Trung Cận Đông 2000 năm trước, mỗi một người khách tới nhà, nếu như tôi mời anh chị Hưng Nguyễn tới nhà chơi, và nhà tôi là nhà giàu thì tôi có người hầu. Thế ra khi anh chị Hưng Nguyễn tới nhà chơi đó, thì hết thảy những người hầu đó họ sẽ ra ngoài mang nước tới, rửa tay rửa chân cho khách quý của tôi. Mọi người hiểu không? Tức là người hầu chủ nhà không làm, người hầu phải làm cái đó. Họ có ở ngoài cửa đó, thường có những ché bằng đá đựng nước để cho người khách quý tới. Người hầu dễ múc nước ra cái chậu để rửa chân, rửa tay cho khách quý đến nhà chơi. Và lúc này Chúa Giêsu, Ngài đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn. Cái áo ngoài của Ngài là cái áo cực kỳ xịn, mà người La Mã đã bốc thăm để lấy cái áo ngoài đó đấy. Ngài cởi cái áo ngoài ra, lấy khăn vấn ngang qua lưng mình. Kế đó Ngài đổ nước vào một cái chậu và rửa chân cho môn đồ. Lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Tôi tưởng tượng ra mình ở trong số những người mà được Chúa rửa chân, đang ngồi ăn, bỗng nhiên thấy Chúa cởi áo, buộc khăn vào bụng và quỳ gối, nói: Hùng, lại đây, ngồi cái ghế này. Ngài quỳ gối và đặt chân của tôi vào cái chậu. Tôi bỏ không, thầy ơi thầy, nhà con có những thằng lô lệ mà bọn nó phải làm, chứ đâu phải là thầy. Thầy là Chúa, thầy là thầy của con mà, tại sao lại rửa chân cho con? Phê-rơ đã làm, đã nói cái lời như vậy đó. Tiếp theo, sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: Thấy chưa, làm một việc của người đầy tớ, nhưng không nhất thiết người đó phải là người đầy tớ. Bạn vẫn có thể ở vị trí mà bạn đang có, là tổng thống, là thủ tướng, là người giàu, hay bất cứ trong vị trí nào, bạn vẫn có thể làm những công việc của một kẻ đầy tớ mà không mất giá trị và con người thật của bạn mà Chúa kêu gọi.
Người nữ hoàng nước Anh Elizabeth sau khi ăn xong mang bát đi rửa. Nàng hầu chạy lại nói: "Ô nữ hoàng, đừng rửa, bởi vì người ta nhìn bà, người ta sẽ coi thường bà." Bà dừng tay lại, quay sang người hầu nói: "Con gái, nếu ta biết ta là nữ hoàng nước Anh, thì dù rửa bát, quét nhà hay lau toilet, thì ta vẫn là nữ hoàng nước Anh. Thì ta vẫn là nữ hoàng nước Anh. Chúa Giêsu của tôi và bạn, Ngài biết Ngài là ai. Ngài cởi áo ngoài của Ngài, quỳ gối, rửa chân cho môn đồ trong hình, trong tư thế của một người tôi tớ. Sau khi làm xong việc đó, Ngài trở lại mặc áo, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi không? Không phải có hiểu điều ta nói và dạy các ngươi không, mà có hiểu điều ta làm cho các ngươi không?" Người ta nói rằng nhiều điều mà bố mẹ dạy con không làm theo, nhưng nhiều điều bố mẹ làm con sẽ làm theo. Tôi nhớ lại cái ngày thấy thằng con tôi vào trong toilet ngồi lâu không thấy nó ra, vừa gõ cửa phát hiện cậu đang ngồi trong có cái iPad. Rồi Danny, tại sao con ngồi lâu như vậy trong toilet mà ngồi xem iPad? Nó đi ra xong, rửa tay xong, nó nhìn tôi rất là thân tình nói: "Papa cũng xem toilet trong xem iPad trong toilet mà." Tôi nhìn thấy nó bắt đầu tiết nó lên đến tận cổ rồi đấy. Nhưng mà biết con mình nói đúng, tôi đã dìm xuống và nói: "Ba xin lỗi con." Dạ, có nhiều cái mà con nó nhìn thấy mình sống như thế nào đó, cái đó nó nhập vào tiềm thức của nó, không cần dạy. Nó nhìn thấy hình ảnh, nó chụp luôn, nó thâu luôn vào tâm trí của nó và bắt đầu nó phát ra sau này. Thành ra chúng ta cùng nhau thay đổi. Amen. Chúa nói rằng: các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa. Các ngươi nói phải vì ta thật vậy. Ngài không từ chối. Ngài không nói rằng ta là đầy tớ các ngươi không. Ta là thầy, là Chúa đấy. Các ngươi nói đúng như vậy đấy. Vậy nếu ta là Chúa, là thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Đừng hiểu theo nghĩa bóng, đừng hiểu theo nghĩa đen nhé. Bây giờ vật nhau ra rửa chân, chân tôi sạch thế này đâu cần phải rửa. Ngày xưa người ta đi bộ bằng dép, đi vào nhà họ ngồi ăn không phải trên bàn, họ ăn ở trên giường, họ ăn ở trên cái tấm thảm và nằm để ăn. Thế ra chân phải rửa cho sạch, tay phải rửa cho sạch. Còn bây giờ chúng ta rửa chân cho người khác là chỗ khác đấy. Rửa chân là rửa bát đấy, rửa chân là lau nhà, rửa chân là dọn ghế, rửa chân là hết thảy những điều mà có thể giúp ích cho người khác được. Đó là rửa chân đó. Amen. Và Chúa nói tiếp rằng: thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau, vì ta đã làm gương cho các ngươi để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, vì ta đã làm một khuôn mẫu cho các ngươi. Hết thảy những điều bạn đang có bây giờ bắt đầu từ một mẫu trước. Cái điện thoại trong tay của chị kén cho tôi mượn, để có nó đó, người ta đã làm một cái mẫu trước. Cái mẫu này phải qua xử lý về kỹ thuật, kiểm tra trước OTK. Xe ô tô mà anh cần lái, người ta phải làm một cái mẫu trước. Và cái mẫu đó phải được thử qua kỹ thuật đâm hút và xem nó bị hỏng mức độ nào. Họ phải có một cái mẫu. Và Chúa Giêsu của tôi và bạn xuống trần gian, Ngài để lại cho chúng ta một khuôn mẫu của một người lãnh đạo, không phải thét ra lửa. Cho nên hãy nhớ, lúc Chúa sống lại từ cõi chết, Ngài bộc lộ cho môn đồ của Ngài cái gì đầu tiên anh chị em? Có phải là kiểu như tôn ngựa không không? Giật đấm lông, phủ, biến ra 100 tên tôn ngựa không khác. Không. Ngài bộc lộ không phải quyền năng, thần thông biến hóa, mà Ngài cho môn đồ của Ngài nhìn thấy vết thương ở tay Ngài này, lỗ đinh bị đóng ở tay này, lỗ đinh, vết thương ở sườn này, đã để lại một khuôn mẫu của người lãnh đạo. Đi tiếp. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ của mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Vì bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn. Những lời này trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm: người ăn bánh ta, giở cót nghịch cùng ta. Một trong 12 người mà Chúa rửa chân đó, mọi người biết có người nào không? Có người đó tên là gì mà người biết không? Không phải Simon, Phêrô, không phải Giăng và Gia-cơ, là Judas Iscariot. Tôi không hiểu Đức Chúa Giêsu rửa chân cho Judas. Ông ấy nghĩ gì? Và Chúa nghĩ gì về ông ấy? Chúa biết được người đó chỉ sau ít phút nữa thôi, hắn sẽ bán Ngài
mà Chúa vẫn coi ông ta như 11 người còn lại. Ngài rửa chân cẩn thận. Và lúc Ngài rửa chân như vậy, sự đụng chạm đó, tôi tin rằng Chúa nói trong lòng và cầu nguyện, hãy ăn năn, từ bỏ, đừng làm điều xấu đó. Mọi người hiểu không? Nhưng mà Chúa, Ngài tôn trọng quyết định của mỗi một con người. Ngài không đạp cửa xông vào. Ngài tôn trọng sự quyết định của anh chị em. Và nếu anh chị em thấy tiếp xúc với một người nào, họ tôn trọng quyết định của anh chị em, không áp đặt, thì có nghĩa là người đó coi trọng bạn ngang bằng với họ, chứ không phải kẻ tôi tớ. Người hầu và kẻ nô lệ luôn luôn bị ra lệnh. Họ không có quyền riêng tư ngay cả trong suy nghĩ. Kẻ nô lệ không được quyền riêng tư ngay cả trong suy nghĩ. Nhưng Chúa cho phép bạn và tôi được quyền tự do lựa chọn trong suy nghĩ của mình. Hãy nói với người lân cận rằng cảm tạ Đức Chúa Trời. Tinh thần tôi tớ của Chúa hầu việc. Trong khi Hoa Kỳ lập quốc để giải phóng khỏi Anh, trận chiến mà giải phóng để biến Hoa Kỳ trở thành một quốc gia độc lập tự do khỏi Anh quốc, trận chiến nó rất là khốc liệt. Và người ta lập những cái giao thông hào và chiến lũy để đánh nhau với đối phương. Có một người chỉ huy đại đội đến nói với 4-5 người lính đang ngồi hút thuốc, nói: chúng mày khẩn trương bê cái những đống gỗ này ra chỗ kia. Và chỗ kia khá nguy hiểm. Ông ấy ra lệnh xong ông đi. 4 người lính vẫn còn cố gắng hút điếu thuốc nữa, không biết phải làm sao vì có thể bị bắn trộm, bị bắn tỉa chết. Đang ngồi hút thuốc như vậy, bỗng nhiên nhìn thấy một người mặc quần áo thường dân phi ngựa đi ngang qua. Một người lính quay lại cầm súng: stop, dừng lại. Người dân kia dừng lại ngựa, nói: hãy xuống ngựa. Mà có chuyện gì? Quốc gia đòi hỏi anh phải giúp đỡ, hãy khiêng gỗ này ra chỗ kia. Ông này bảo: ok, tôi sẽ giúp. Ông vác gỗ, sắn tay áo vác gỗ, buộc ngựa lại vác gỗ, cật lực làm mấy tiếng đồng hồ. Vác xong, phủi tay, ông đứng dậy và nói: xin chào, tôi đã làm xong việc. Mấy người này bảo: rất là tốt, cảm ơn anh. Và ông này nói thêm câu nữa rằng: lần sau các anh mà có việc gì, hãy tới tổng hành dinh, tôi sẽ đến giúp anh. Bảo: thế ông là ai? Tôi, George Washington, tổng thống Hoa Kỳ. Đã nhờ phải đúng mà ông tổng tư lệnh và tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Ông mặc bộ áo thường dân, ông vác. Và mấy người lính này vẫn ngồi chơi tí tởn như vậy. Ông làm xong việc rồi và ok, hay. Ông nói: lần sau có việc gì cần, hãy đến gặp tôi ở tổng hành dinh. Tôi có tên là, hỏi tên, George Washington. Tôi tin rằng 4 người đó sẽ thay đổi hoàn toàn khi gặp một người tướng như vậy. Amen. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng Chúa Giêsu lớn hơn cả ông đấy nữa. Anh chị có mệt không? Có nghe thêm chút nữa không? Ok. Câu Kinh Thánh tiếp theo. Ê-sai 42 nói về chính Ngài này, chính Chúa Giêsu. Đây là một lời tiên tri trước khi Chúa Giáng sinh 650 năm. Và Ê-sai đã nói tiên tri trước về Ngài: này là đầy tớ ta, này là đầy tớ ta đây, là kẻ ta nâng đỡ, là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại. Người sẽ chẳng kêu la, chẳng lên tiếng, chẳng để ngoài đường phố nghe tiếng mình. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã dập và chẳng rụi tim đèn còn hơi cháy. Người sẽ lấy lẽ thật mà tỏ ra sự công bình. Người chẳng mòn mỏi, chẳng ngã lòng cho đến chừng nào lập xong sự công bình trên đất. Các cù lao sẽ trông đợi luật pháp người. 4 câu Kinh Thánh trong Ê-sai 42 này minh họa cho tôi biết khuôn mẫu của một người lãnh đạo có tinh thần của một đầy tớ hầu việc. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu. 1. Ngài là một người hoàn toàn phụ thuộc vào Cha. Mặc dù Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời Cha, nhưng không lấy sự đó làm sự lên nắm giữ. Ngài, Kinh Thánh chép rằng: này là đầy tớ của ta, là kẻ ta nâng đỡ. Không dùng cơ bắp, không phụ thuộc, không trông cậy vào sức riêng của mình, mà Ngài trông cậy vào Cha. Tiếp theo là đầy tớ ta chọn lựa, ta đẹp lòng. Chúng ta nhìn thấy không? Hãy nhắc lại cùng tôi: đầy tớ ta chọn lựa. Đây là người mà Cha đã lựa chọn, không phải tự tôn, không phải tự xưng mình, mà Chúa biết được thời điểm Cha sẽ lựa chọn Ngài và cử. Thành ra tinh thần của người đầy tớ là không tự tôn, không tự chọn mình, mà đợi thời điểm cho Cha chọn.
anh chị em ơi, bạn và tôi có thời điểm. Chuối chín có thời điểm của nó. Cơm chín tới có thời điểm của nó. Đừng vội vàng. Amen. Ở ngoài thế gian người ta nói rằng đừng chậm chạp mà mất cơ hội. Nhưng trong Chúa đó thì lời Chúa dạy rằng đừng vội vàng mà đánh mất cơ hội. Trong tình yêu, đừng vội vàng mà đánh mất cơ hội. Khi chưa chín muồi, từ từ mà tỏ tình. Một khi đánh mất đấy. Thầy anh chị em, lời Chúa nói Ngài là kẻ được lựa chọn. Tiếp theo, Ngài là một đấng rất là khiêm tốn và hạ mình. Không không, ở câu 2 vẫn còn. Câu 2 này, người sẽ chẳng kêu la, chẳng lên tiếng, chẳng để ngoài đường phố nghe đến tên mình. Chúa dạy, Chúa Giêsu dạy, người tin Chúa là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Bạn nhìn thấy ánh sáng không? Không kêu la, không quảng cáo. Nó tự cho chúng ta thấy nó là ánh sáng. Còn có những đèn pin nó rằng cứ la hết là tôi là đèn pin, tôi là đèn pin, tôi là đèn pin. Nhưng mà lúc cần đi toilet ở ngoài ruộng ấy, bật lên không thấy sáng nữa. Thì có la kiểu gì thì la, nhưng tôi cần ánh sáng. Còn có những hạt mà quảng cáo rằng tôi là muối, nhưng lên nếm vào không còn vị mặn nữa. Và đây Ngài không quảng cáo, không kêu la, hạ mình khiêm nhường. Một câu kinh thánh Ê-sai 45 câu 15, Đức Chúa Trời tỏ Ngài là đấng như thế nào nhá. Và đây là cho chúng ta thấy đức khiêm nhường mà chúng ta cần phải học. Ê-sai 45 câu 15, có không? Ok, không có. Đây nói rằng là Đức Chúa Trời là đấng, là Đức Chúa Trời ẩn mình, Ngài giấu mình. Bây giờ Chúa không hiện ra cho chúng ta nhìn thấy Chúa đâu, bởi vì Ngài ẩn mình. Nhưng công việc của Ngài làm ban phước rất là rõ ràng trên đời sống của mỗi chúng ta. Chúng ta đi tiếp. Người hầu việc là người có tấm lòng đồng cảm. Đây câu 3 này. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã dập và chẳng dụi tim đèn còn le lót. Có những cành lá nó bị gãy đó, người ta băng bó lại. Khi người ta quay trở lại, đừng có đánh họ. Anh chị em ơi, hãy nâng đỡ những kẻ yếu đuối. Chúa Giêsu là đấng không bẻ cây sậy đã bị dập, và Ngài không dụi tim đèn đang còn le lót. Ai đã từng học ôn thi ngày xưa mà bị hết dầu hỏa đó, nhiều khi cái tim đèn nó to như vậy, nó làm cho không còn nhìn gì nữa. Mình không thổi tắt nó mà lấy cái kim khơi cái bấc đã cháy vứt ra ngoài để cho ngọn đèn sáng hơn. Ngài không dụi cái tim đèn còn đang le lót, nó còn một chút cháy thôi, hãy khơi lại cho nó cháy thêm to hơn. Amen. Có một câu nói rất là hay: bạn thổi tắt đèn người khác, đèn bạn không sáng hơn. Bạn chà đạp người khác, bạn không cao hơn. Mấy anh cả lên phía trên được không ạ? Thí dụ cho nó rõ ràng. Đó. Đây, anh Cẩn là người thấp hơn tôi, nhưng mà tôi vẫn không muốn cho ông này, ông ấy cao hơn, gần bằng tôi. Thế tôi tìm cách tôi nè, ông ấy xuống. Mọi người thấy không? Ông ấy thấp rồi và tôi cũng sao? Tôi cũng thấp theo. Còn nếu mà tôi nâng ông lên, sao ông nặng quá, ông nặng quá. Mà xin mời ông về. Đó. Khi chúng ta đè người khác xuống thì bạn tự làm cho bạn thấp. Còn khi chúng ta cùng nhau nâng người khác lên á, thì bạn cũng được cao hơn. Quả cạnh tranh nhau khác với đại bàng cạnh tranh nhau. Quả luôn mổ nhau, giết nhau. Còn đại bàng cạnh tranh, mọi người biết cạnh tranh kiểu gì không? Đại bàng cạnh tranh, nó biết cạnh tranh kiểu gì không? Nó cứ bay cao thôi. Đại bàng cứ tung cánh bay cao. Anh có sức anh cứ bay bằng tôi đi. Tôi đâu kiểu việc gì phải mổ anh là vì cho nó mệt. Cùng nhau bay. Và như vậy đó là sự cạnh tranh hay của đại bàng. Hãy quay sang lại cận nói rằng thật là hay. Cảm ơn Chúa nha. Và điều cuối cùng, quay trở lại câu số 2, quay trở lại câu số 1 là ta đặt thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại.
Sự sức giàu là điều quan trọng. Xin Chúa cho mỗi chúng ta không chỉ có sự khiêm nhường từ bên trong, không chỉ có sự hạ mình của một người đầy tớ, không chỉ có nâng đỡ kẻ yếu đuối, mà chúng ta cần thần của Ngài, sức giàu để làm hết thảy mọi điều bạn vừa nghe ở phía trên vậy. Điều gì? Điều là chúng ta không tự kiêu, chúng ta phụ thuộc vào Cha cũng nhờ Đức Thánh Linh. Chúng ta không tự tôn và không tự chọn mình, không tự xưng cũng nhờ Đức Thánh Linh. Chúng ta không quảng cáo, không kiêu ngạo, khiêm tốn hạ mình cũng nhờ cậy Đức Thánh Linh. Chúng ta đồng cảm, nhân từ, thương xót kẻ khác, chúng ta cũng nhờ cậy Đức Thánh Linh. Người ta nói rằng hết thảy những người nào đã từng khổ thì thông cảm được những người khổ khác. Nhưng mà với một điều kiện, mình phải được giải phóng khỏi cái khổ đó. Còn nếu không lại kiểu mẹ chồng con dâu. Mẹ chồng đàn áp con dâu, con dâu cay cú mẹ chồng. Vừa rồi hải ngoại đã chia buồn với một người gọi là nữ minh tinh cải lương nổi tiếng thời kỳ trước đây. Và họ có đưa trên cái trang thời sự đó cái bài hát của bà đấy. Không hiểu tại sao lại chọn đúng cái bài hát một cô con dâu rên rỉ với chồng của mình đi xa về chuyện mẹ chồng ức hiếp con dâu, phải chiều mẹ chồng, chiều bố chồng, chiều em chồng nữa. Và bà trách rằng em chồng ơi, mày cũng là con dâu, mày cũng khổ như tao, mày không thông cảm với tao mà còn hành hạ tao nữa. Người con dâu đó bị hành hạ cay cú với mẹ chồng, không giải phóng được nỗi đau đó, và khi đẻ ra cậu con trai, và con dâu đó trở thành mẹ chồng, và thay vào thông cảm, đồng cảm thì bắt đầu lại ức hiếp con dâu, và con dâu kia lại cay cú với mẹ chồng này, rồi sau này lại trở thành mẹ chồng, rồi lại đàn áp tiếp con dâu. Và cuối cùng Nhất Nam đã có một cái câu chuyện mà tòa án xử một người phụ nữ cam tội giết chồng. Trước khi tuyên án, bà khóc nói rằng: mẹ ơi, mẹ chồng ơi, chính mẹ đã đưa con ra tòa, tại sao mẹ cũng là con dâu mà không thông cảm với con dâu này? Chúng ta đáng lý ra phải là người cùng cánh. Bởi vậy cho nên, để mà có lòng thương xót, để có lòng đồng cảm, để mà không dập tắt tim đèn đang le lét, để mà không bẻ gãy cây sậy đã dập, thì anh chị em ơi, hãy nhờ cậy thần của Ngài để chiến thắng sự cay đắng. Một ai đó đã đàn áp bạn, một ai đó đã phản bội bạn, một ai đó đã đá đằng sau lưng, một ai đó đã chọc gậy sau lưng của bạn. Hãy nhờ cậy vào Chúa, giống như Joseph vậy. Hãy quên để được phước, hãy quên để được phước. Còn nếu bạn không giải phóng được và chiến thắng được, bạn sẽ đòi hỏi khắt khe trên người khác như người ta đã đòi hỏi bạn mà không thông cảm. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Để kết thúc bài giảng ngày hôm nay, tôi muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện đã được nghe lại. Thời kỳ Liên Xô bắt bớ đạo Chúa lắm, người ta bắt hết thảy những người tin Chúa đi đẩy ra một cái khu rừng và đánh đập dã man, bắt người đó phải từ bỏ Chúa Giêsu. Và có những người sĩ quan Nga đó, họ đá bằng giày đinh cao như vậy, đá rất là mạnh vào bụng những người tin Chúa đó ở dưới tuyết, đạp mạnh và người ta ngất xỉu luôn. Người sĩ quan Nga đó đã vứt những người tù đó nằm ở trên tuyết, và ông đi vào, ông uống rượu và hút thuốc trở lại, ăn bữa trưa và ngủ. Khi ông tỉnh dậy, ông ấy đi ra ngoài để đi kiểm tra tiếp, thấy giày sạch sẽ, xếp ngăn nắp. Ông đi giày vào, không biết, ông đặt câu hỏi, không biết cái thằng nào nó lại đánh giày cho mình đen như vậy mà xếp đúng vị trí đó. Ông đi, ông kiểm tra mà hồi lại gọi những người tin Chúa ra hành hạ anh tiếp. Nhưng mà lần nào cũng vậy, ông ta thấy giày của mình sạch sẽ mà rõ ràng mình đá, mình đạp đó bẩn thỉu như vậy mà. Thế ra bây giờ phải rình xem cái thằng nào lại tốt như vậy. Và lần đó ông ấy rình qua khe cửa, nhìn thấy cái người mà bị ông đánh sau khi tỉnh dậy lồm cồm bò, ông vuốt những cái hạt tuyết rơi trên mặt, lau máu, và ông bước vào rửa mặt xong, ông ra cái chỗ vị chỉ huy kia vứt giày đó. Ông lấy giày của người vừa đá đó, ông lau giày sạch sẽ, đánh xi và xếp ngăn nắp vào đúng chỗ giày. Người chỉ huy cảnh sát công an đó nhìn thấy chính cái thằng nạn nhân của mình đạp đá như vậy đó, bây giờ nó làm tốt cho mình, Chúa đã cảm động lòng của anh ta thay đổi. Anh ta đã trở thành người tin nhận Chúa Giêsu và thay đổi. Đó là câu chuyện nói cho chúng ta thấy rằng tinh thần của một người hầu việc trong mọi hoàn cảnh, nhìn trông Chúa là đứng ban phần thưởng. Amen. Nhìn trông Chúa là đứng công bình. Ngài sống,
Ngài đấng lạ lùng và đấng diệu kỳ. Chúng ta cùng nhau đứng dậy nào. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.